Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục live, hẹn gặp lại các bạn vào những lần. Mong các bạn ủng hộ.
Hello bé là mọi người.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe.
Thank you.
Thank you.
Rồi, cảm ơn các bạn đã xem live của mình nhá. Chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn. Bạn nhớ đổi mạng ạ? À? Em vừa cắm chung với mạng anh, mạng em nó mất rồi. Mà anh bên không dùng được chuột này. Mạng em mất vừa. Bây giờ là gì? Cắm vào người nữa dùng được chuột. Nó mất kiểu gì nó mất chứ nhỉ? Nó phải cùng mạng không nữa. Cái kia rút ra đi không? Đấy. Nhưng mà của anh còn nhiều hơn em chiều vẫn mạng 4-5 lần. Mấy cái kênh kênh mới ấy. Mấy cái kênh like mới về nó em biết là mấy video đau đầu lắm. Của em sập chiều từ giờ chiều mấy lần rồi mới mệt tại chiều.
em không dùng được chuẩn máy chính này. Có thể cùng cùng mạng thì nó nhận được làm gì đấy rồi. Con thì mỗi phút, con thì một tiếng, con thì nó không hệ duyệt. Nó bị mất mạng rồi xong kiểu nó còn tự biết liên thuyền nữa rồi. Nó tự tác sở gì luôn. Vậy chứ. Mình làm từ trader rất nhiều lần thấy sợ chấp đủ thôi lên để lên ba tiếng không được cho nó đỡ bị ấy, nó bị sợ điều à? Nó đỡ bị lẻ video này kiểu báo cáo này lại cái vấn đề không nó chiều nay không bay được YouTube ngồi mất mặt không được. Đã bị ăn cả mình rưỡi rồi. Ngay. Không biết nhé. Không biết. Ảo lắm. Không biết. Cũng không nhiều lắm. Mệt mọi người. Mọi người cũng lên nhiều lắm. Anh 800 phải chịu. Em mất thế. Có được lên được không? Ngồi cài video nó lại mất mạng. Cài lúc nó lại mất mạng. Tầm chiều nó chứng lại rồi, thẻ đó. Nó quá. Thế anh tưởng anh được là phát liên cam này thừa sự. Chị đấy là lần này sau nhé. Không buổi nào. 5 buổi. 6 buổi.
Thế giờ nó hết đi. Được. Tưởng nó nặng nó hết đi. Nó nặng nhưng mà nó lại có cái cùng đối với phải chứ. Nó đang quên là làm thêm mỗi 5 triệu nữa để làm để làm một máy laser cắt bướu nó sâu hơn đấy. Vì nó khỏi hẳn. Thế sự thế sau có laser 5 triệu đồng luôn. Có cái kia đắt hơn. Nó hỗ trợ thêm, nó bảo cần thêm 5 triệu nữa thôi là. Nhưng mà nó mình toán cả đấy, giờ mình đâm lao rồi mình sẽ theo lao. Mình cũng hết tiền rồi. Chuyện ra về đi anh. Dạ, thầy đã mở anh ít lắm. Anh bắn đi bắn lại cái kia trường mà bắn ở đâu? Bắn lại đi. Hả? Bắn lại đi. Ai? Anh. À đâu? Đã chiều được có 208, 207 chứ. Em chiều được 20 đi. Em chiều được có 207 mà bắn. Chó một cái đuôi gì? Thế thì chỉ còn một nơi thôi anh ạ. Chỉ còn một nơi thôi. Thế nào? Thế nào hiểu ý nhờ? Người anh xuân mặc áo anh để đi. Sao mà thấy được?
Ơi, anh nói dở rồi. Không sang được là đi siêu thị à? Hả? Dạ ơi, xong rồi tối nào mình cũng đi thế. Hả? Bạn về đi, chơi đéo lắm. Ok, bạn mày lát cái bạn có lát đấy. Hả? Bạn mày lát cái bạn có lát đấy. Alo, nghe thấy không? Thì mạng mày lát phải không? Mày lát quá. Đây em chờ. Sao về rồi mà? Tao tiết lộ cho mày một một tin vui, một tin buồn, mày muốn nghe tin tặng. Hả? Tin vui với tin buồn tin nào cũng được. Hả? Tin nào cũng được. Tin vui trước nha. Được chưa? Tin vui là tao tao sẽ đi. Tin buồn là tao chưa xin nghỉ nên tao không biết là đi được không. Nói thế là sếp. Mày gọi là kéo gì? Sếp không ở nhà nên là mẹ gọi về nhắn tin thì nó cũng hơi ấy, sếp đang đi đâu hết rồi, sếp về nhà thì xin được. Nghe thế đấy thì gọi cho đỡ chán gì, đã gì tình bạn của chúng mình là chỉ để gọi đến mấy cuộc để rủ nhau mấy cuộc đi chơi thế là không biết đâu nhỉ, không biết đâu nhỉ, thôi thì đi thêm tin nữa đợi, tin nữa đợi đông đủ thì nói chuyện xong nha. Tình yêu của con, tình yêu của con Bích nha, là đông vui rồi, đi vào trường nó Bích mình sớm. Gọi con Bích đi nha, xong rồi gọi lại nha. Không mẹ ơi, anh có giờ còn rồi. Hello, xin chào các bạn nhá. Mời các bạn đến với buổi livestream của kênh của mình. Ta lại tiếp tục chơi những bộ game
hấp dẫn thú vị và đầy quý tính. Các bạn lại xem livestream vui vẻ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách đủ 50 video nốt ở đâu anh nhỉ? Nốt chỗ đang bật lại. Em nốt đấy. Đủ 50 à? Em nốt như thế là còn nhiều không biết. Nhưng mà cứ có. Nó tên, mày tiết tay đi, mày tắt được lại cho anh biết không? Em đợi anh biết đi hả? Tắt được xong một tên. Mày bật tắt được chuyên nghiệp của anh, tắt được xong á. Thôi anh ơi. Giờ em có tuổi rồi, chuyên nghiệp chưa cửa rồi. Tạm biệt mọi người nhá.